Vâng ạ, đã đến thời gian làm việc thì xin kính mời quý thầy cô chúng ta quay trở lại với các chương trình của hội thảo ạ. Và sau đây thì xin kính mời quý thầy cô thì đến với phần chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Nương, tác giả sách giáo khoa Ngữ văn 8 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống ạ. Xin kính mời cô Nương. Vâng, xin kính chào quý thầy cô ở các điểm cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Tôi là Nguyễn Thị Nương, giảng viên của khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tôi rất vinh dự được đại diện cho nhóm tác giả giới thiệu cùng quý thầy cô bộ sách giáo khoa Ngữ văn 8 Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trước hết xin được giới thiệu với quý thầy cô nhóm tác giả biên soạn sách Ngữ văn 8, cũng là nhóm tác giả đã biên soạn Ngữ văn 6 và Ngữ văn 7. Việc ổn định trong đội ngũ tác giả cũng là một cái điều kiện để chúng tôi có thể thực hiện các cái mục tiêu cũng như là triển khai cấu trúc của bộ sách một cách chặt chẽ và nhất quán. Tổng chủ biên của bộ sách là Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng, đồng chủ biên là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân Hoa, tiến sĩ Đặng Lưu. Các tác giả là Phó giáo sư tiến sĩ Dương Tuấn Anh, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Huy Dũng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Liên, tiến sĩ Lê Thị Minh Nguyệt, tiến sĩ Lê Trà My, tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Phương, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thương và tôi. Chúng tôi là giảng viên của các trường đại học sư phạm lớn nhất trong cả nước. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Vinh, Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhiều tác giả của chúng tôi hiện đang tham gia thỉnh giảng ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Việc gắn bó và gần gũi với thực tế ở trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng là một cái điều kiện tốt để chúng tôi có thể chia sẻ với quý thầy cô những thuận lợi cũng như là những thử thách trong cái quá trình sử dụng sách giáo khoa mới và thực hiện mục tiêu của chương trình 2018. Thưa quý thầy cô, báo cáo của chúng tôi gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu cùng quý thầy cô quan điểm biên soạn sách giáo khoa. Phần thứ hai là giới thiệu cấu trúc sách và cấu trúc bài học. Phần thứ ba là chia sẻ với quý thầy cô những điểm mới nổi bật của ngữ văn 8. Phần thứ tư là giới thiệu một số những tài liệu bổ trợ. Ở phần thứ nhất là quan điểm biên soạn sách giáo khoa mới thì quý thầy cô đã tìm hiểu khi tiếp cận chương trình ngữ văn 2018 và khi sử dụng ngữ văn 6, ngữ văn 7 cho nên chúng tôi xin phép được tóm tắt ngắn gọn. Quan điểm thứ nhất là sách giáo khoa mới cần tập trung phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh thông qua các hoạt động đặc thù của môn ngữ văn, viết, nói và nghe. Chính quan điểm này đã chi phối cái cấu trúc của các bài học và cấu trúc của cuốn sách mà thầy cô đã làm quen ở ngữ văn 6 và ngữ văn 7. Quan điểm thứ hai là tích hợp các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe vào cái việc hình thành ngôn ngữ và kiến thức văn học cho học sinh. Các cái hoạt động ở sách ngữ văn kết nối thì thầy cô thấy là luôn luôn tận dụng cái kết quả của các hoạt động đọc để hỗ trợ cho các hoạt động viết, thực hành tiếng Việt, nói nghe và ngược lại. Thì chính cái sự tích hợp này đã giúp mà chúng ta tiết kiệm được thời gian và giúp học sinh có cơ hội luyện tập các cái thao tác kỹ năng một cách toàn diện và tốt nhất. Quan điểm thứ ba là ngữ liệu được lựa chọn vào sách ngữ văn ấy thì cần phải đáp ứng được nhiều tiêu chí. Thứ nhất là phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh, và thứ hai là phải có cái giá trị thẩm mỹ cao và giá trị nhân văn lâu dài. Thầy cô hiểu rõ hơn ai hết tính chất đặc thù của môn ngữ văn cho nên là ngữ liệu rất là quan trọng. Nó không chỉ là phương tiện để thực hiện các yêu cầu cần đạt của chương trình ngữ văn 8 mà nó cần phải khơi gợi được cái hứng thú của người dạy, người học và thực hiện được những cái giá trị giáo dục lâu dài. Quan điểm thứ tư là sách giáo khoa mới thì cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học theo cái định hướng của chương trình mới, đồng thời phải xử lý được vấn đề chênh lệch tất yếu giữa các vùng miền, cho nên là sách giáo khoa ngữ văn kết nối đã được thiết kế theo hướng mở để thầy cô có thể sử dụng rất là chủ động và linh hoạt, vừa đảm bảo việc thực hiện các cái yêu cầu cần đạt của chương trình ngữ văn 8, vừa có thể xử lý được sự chênh lệch của các vùng miền để thầy cô không bị áp lực về thời gian và về đối tượng
giảng dạy của chúng ta. Về đặc điểm ngữ liệu của ngữ văn 8 thì thầy cô hình dung là chúng tôi vẫn nhất quán với cái mục tiêu là phát triển năng lực phẩm chất học sinh, nhưng mà có cái mức độ nâng cao so với hệ thống ngữ liệu của lớp 6 và lớp 7, đó là chú trọng hơn nữa đến những cái phẩm chất công dân của học sinh, bởi vì lên lớp 8 đã là một cái bậc học thứ hai của cái cấp trung học. Hệ thống ngữ văn 8, hệ thống ngữ liệu trong ngữ văn 8 thì vừa đảm bảo được các cái yêu cầu đọc hiểu theo thể loại, vừa có sự kết nối với chủ đề. Thì cái điểm mạnh này tôi sẽ trình bày kỹ hơn khi mà giới thiệu về cấu trúc của các cái bài học. Phần 2 là cấu trúc của cuốn sách và cấu trúc bài học. Thì thầy cô quan sát mục lục sẽ thấy là ngữ văn 8 vẫn được thiết kế theo cái cấu trúc nhất quán như là ở ngữ văn 6 và ngữ văn 7. Mỗi một tập sách gồm có 5 bài học. Mỗi bài học thì tập trung vào một thể loại đọc chính, đồng thời có cái sự kết nối về chủ đề. Bài 1 là câu chuyện của lịch sử thì tập trung vào thể loại chuyện lịch sử. Bài 2 là vẻ đẹp cổ điển thì tập trung vào thể loại thơ đường luật nhưng nghiêng về cái mảng thơ trữ tình. Bài 3, lời sông núi thì tập trung vào kiểu văn bản nghị luận xã hội. Bài 4 là tiếng cười trào phúng trong thơ, trở lại với thể thơ đường luật nhưng nghiêng về mảng thơ trào phúng. Bài 5 là những câu chuyện hài, thì là hài kịch và chuyện cười dân gian. Tập 2 của kết nối ngữ văn 8 thì gồm có 5 bài học. 4 bài vẫn được thiết kế theo cấu trúc của 5 bài ở tập 1. Bài 6 là chân dung cuộc sống thì thể loại đọc chính là chuyện hiện đại. Bài 7, tin yêu và ước vọng là thể loại thơ tự do. Bài 8, nhà văn và trang viết tập trung vào kiểu văn bản, nghị luận, văn học. Bài 9, hôm nay và ngày mai tập trung vào kiểu văn bản, thông tin. Bài 10, sách người bạn đồng hành vẫn được thiết kế dưới dạng một dự án đọc sách giống như là bài 10 của ngữ văn 6 và ngữ văn 7. Thầy cô quan sát cái cấu trúc của ngữ văn 8 sẽ thấy là khi thiết kế các cái bài học và sắp xếp ma trận theo yêu cầu cần đạt của chương trình quốc gia thì chúng tôi đã rất chú trọng không chỉ đến cái mạch ngang của mỗi một lớp học mà còn chú trọng đến cái trục dọc của cả 4 lớp học, để cứ sau mỗi một học kỳ hoặc là sau mỗi một lớp học thì học sinh của chúng ta lại được nâng cao và hoàn thiện dần các cái kỹ năng đọc, viết, nói và nghe. Ở cuối mỗi một tập sách đều có các cái bài ôn tập. Trong các bài ôn tập này thì chúng tôi đưa ra những cái câu hỏi và những cái bài tập thực hành giúp học sinh có thể hệ thống hóa và củng cố các cái kiến thức kỹ năng đã học, vận dụng những cái kiến thức kỹ năng đó vào việc giải quyết một cái bài tập mang tính tổng hợp. Thầy cô cũng có thể sử dụng các cái bài ôn tập này như là những cái gợi ý để thiết kế các cái bài tập thực hành và các cái bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ cho học sinh. Ngay sau mỗi cái bài ôn tập là 3 cái bảng phụ lục. Thứ nhất là bảng giải thích một số thuật ngữ. Thứ hai là bảng tra cứu tên riêng nước ngoài. Và ở cuối tập 2 thì có thêm cái bảng tra cứu yếu tố Hán Việt. Thầy cô sử dụng ngữ văn 6, ngữ văn 7 cũng đã thấy tính chất hữu dụng của các cái bảng phụ lục này. Tôi lấy ví dụ như là bảng tra cứu thuật ngữ thì những cái thuật ngữ khó và xuất hiện ở trong các cái bài học đều được chúng tôi đưa vào cái bảng giải thích này. Để học sinh của chúng ta khi sử dụng là ngoài cái phần tri thức ngữ văn đã được trình bày rất là ngắn gọn và tường minh, học sinh của chúng ta có thêm cái bảng tra cứu thuật ngữ để tham khảo. Những bảng phụ lục này không chỉ cung cấp bổ sung kiến thức và thông tin mà còn giúp cho học sinh của chúng ta hình thành một cái thói quen rất là cần thiết khi mà tìm kiếm thông tin hoặc là khi sử dụng một cái cuốn sách giáo khoa hoặc là một cuốn sách khoa học nào đó, để sau này các em có một cái kỹ năng cần thiết và luôn luôn được sử dụng trong cái quá trình học tập và tích lũy tri thức, không chỉ ở trong nhà trường phổ thông. Về cấu trúc bài học thì cấu trúc bài học của ngữ văn 8 vẫn nhất quán với cấu trúc bài học của ngữ văn 6 và ngữ văn 7. Bắt đầu là tên bài và lời đề từ. Tên bài thì được gọi tên theo chủ đề. Nhưng
sang đến lớp 8 là cái cấp thứ hai, bậc học thứ hai của trung học cơ sở, thì tên bài là có cái một số bài là có xu hướng chuyển dần sang cái hướng là nêu một vài cái tín hiệu của thể loại. Tôi lấy ví dụ như là những câu chuyện của lịch sử chẳng hạn, thì vừa là chủ đề là câu chuyện lịch sử nhưng mà vừa gợi luôn cái thể loại đọc chính của cái bài học đó là thể loại chuyện lịch sử. Hay là bài 2 là vẻ đẹp cổ điển, thì ngoài việc là cái chủ đề là cảm cái thế giới tràn đầy vẻ đẹp của thiên nhiên và con người được thể hiện trong cái thơ ca, thơ văn cổ điển, thì nó còn gợi luôn đến cái thể thơ đường luật, một trong những cái thể loại tiêu biểu của văn học trung đại Việt Nam. Thì đó là tên bài. Và dưới tên bài thì vẫn là 10 lời đề từ mà chúng tôi đã lựa chọn rất là kỹ lưỡng, sao cho vừa phản ánh được, khái quát được cái chủ đề của bài học, vừa khơi gợi cái hứng thú của học sinh, cung cấp cho các em một cái hành trang rất là quý giá khi mà đưa vào những cái mục đề từ này, những cái câu nói mà nó chứa đựng những cái quan điểm sống, những cái triết lý sống rất là đẹp đẽ và sâu sắc. Phần giới thiệu bài học vẫn có hai mục. Mục đầu tiên là giới thiệu về chủ đề sẽ được triển khai qua các văn bản đọc. Và mục thứ hai là nhấn mạnh thể loại đọc chính của cái bài học đó. Học sinh của chúng ta đọc lời giới thiệu thì vừa được khơi dậy cái cảm hứng khi tìm hiểu một cái chủ đề, và vừa nắm được cái tín hiệu là trong cái bài học này thì các văn bản đọc chính là thuộc thể loại gì, để từ đó các em bắt ngay vào cái phần yêu cầu cần đạt và tri thức ngữ văn. Yêu cầu cần đạt là của chương trình ngữ văn 8 nhưng đã được chúng tôi sắp xếp trong một cái ma trận rất là chặt chẽ và hợp lý, có tính đến cái mức độ phát triển và hoàn thiện của học sinh qua từng bài học và qua mỗi học kỳ, qua mỗi một cái bước tiến trong cái hành trình học tập và ngữ văn 8 theo cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Phần tri thức ngữ văn của lớp 8 vẫn được trình bày một cách ngắn gọn, giản dị trong sách học sinh để học sinh của chúng ta có thể tự tiếp cận được dưới cái sự hướng dẫn của thầy cô, và sẽ được phát triển mở rộng trong sách giáo viên để thầy cô sử dụng rất là linh hoạt tùy theo đối tượng. Phần hoạt động thì gồm có 3 hoạt động được thiết kế. Thứ nhất là đọc và thực hành tiếng Việt. Thì trong cái phần đọc là có 2 văn bản thuộc thể loại đọc chính và 1 văn bản thực hành tiếng Việt vẫn thuộc thể loại đọc chính. Cái này thì đã giải quyết cái mối băn khoăn của thầy cô là sách kết nối thì chọn cái tên gọi là chủ đề, vậy thì có đáp ứng được cái yêu cầu về thể loại của chương trình không? Thì thưa quý thầy cô, nhìn vào 3 văn bản, 2 văn bản đọc chính, 1 văn bản thực hành thuộc cái thể loại chính, là thầy cô đã thấy là cái trọng tâm của mỗi một bài học vẫn là đọc hiểu văn bản theo thể loại. Đó là chưa kể đến là toàn bộ hệ thống câu hỏi trong đọc và sau đọc của chúng tôi luôn luôn bám sát các cái mã đọc liên quan đến thể loại. Cho nên thầy cô hoàn toàn yên tâm, bởi vì tên gọi thì lát nữa tôi sẽ trình bày là nó có cái mục tiêu của nó, nhưng mà mã thể loại luôn luôn được chú trọng và đảm bảo. Hoạt động viết thì bao gồm 3 cái nội dung. Thứ nhất là chúng tôi nêu rất là tường minh yêu cầu của kiểu bài. Học sinh của chúng ta đọc phần yêu cầu là nhận biết rất rõ là khi viết kiểu bài này chúng ta cần phải đạt được những mục tiêu nào. Sau đó thì phân tích bài viết tham khảo để một lần nữa học sinh của chúng ta nhìn vào bài viết tham khảo, tức là một cái sản phẩm làm mẫu cho cái yêu cầu của kiểu bài đó, thì học sinh của chúng ta nhận diện được kiểu bài, đồng thời nhận biết luôn được là để viết một cái kiểu văn bản tương tự như thế này thì mình cần phải tiến hành những cái thao tác kỹ năng nào, nó rất khác biệt với văn mẫu thầy cô sử dụng lớp 6 và lớp 7 thầy cô đã biết rồi ạ. Cuối cùng là phần thực hành viết theo các bước, thì chúng tôi hướng dẫn học sinh rất là cụ thể từ cái khâu đầu tiên là chọn đề tài như thế nào, rồi làm thế nào để tìm được ý và cần phải sắp xếp dàn ý đó như thế nào để hợp lý và phù hợp với yêu cầu của kiểu bài. Sau đó hướng dẫn học sinh viết bài như thế nào, rồi cần phải làm gì để chỉnh sửa và hoàn thiện bài viết của mình. Phần nói và nghe cũng vậy, được thực hành theo 3 bước. Thứ nhất là trước khi nói cần phải làm gì,
để mà chọn được đề tài, để mà có được cái đề cương. Sau đó thì khi trình bày bài nói cần phải chú ý đến những yếu tố nào để nêu được cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình một cách hiệu quả. Và sau khi nói thì người nói và người nghe cần có cái sự trao đổi như thế nào để mà đạt được cái hiệu quả nói và nghe một cách tốt nhất, đánh giá một cách chính xác và toàn diện nhất. Đó là các phần hoạt động trong ngữ văn 8. Phần củng cố mở rộng, chúng tôi cũng đưa ra những câu hỏi và bài tập để giúp cho học sinh ôn lại những kiến thức và kỹ năng chính. Đây cũng là cái phần mà có thể gợi ý để thầy cô thiết kế các cái bài tập và bài kiểm tra đánh giá. Phần thực hành đọc là một văn bản thuộc thể loại đọc chính của bài học. Đây là một cái nguồn ngữ liệu rất là cần thiết giúp cho học sinh của chúng ta tự kiểm tra đánh giá cái năng lực đọc sau khi đã được thực hành cùng thầy cô ở văn bản 1 và văn bản 2. Văn bản thực hành đọc này thầy cô không phải dạy mà chỉ hướng dẫn để học sinh tự đọc. Và nếu không có thời gian, thầy cô cũng không cần hướng dẫn ở trên lớp, bởi vì chúng tôi đã có một cái hướng dẫn khá là cơ bản ở ngay trước cái văn bản thực hành đọc. Học sinh của chúng ta đọc cái phần hướng dẫn đó là sẽ biết là khi đọc văn bản này mình cần phải chú ý đến những yếu tố nào. Và khi các em thực hiện những cái lưu ý đó, những cái chú ý đó, thì các em đã ôn luyện luôn được các cái kỹ năng đọc đã được thực hành ở luyện tập và thực hành ở văn bản 1 và văn bản 2. Cuối cùng là phần đọc mở rộng, thì ngữ văn 8 vẫn có mục riêng dành cho đọc mở rộng. Và cùng với dự án đọc sách thì quý thầy cô thấy là phần đọc mở rộng này đã khơi gợi cho học sinh cái hứng thú đọc sách, trao cho các em một cái cơ hội để chia sẻ kết quả đọc của mình. Và thông qua đó thì phát triển cái văn hóa đọc cũng như là kỹ năng đọc cho học sinh, trao cho học sinh của chúng ta một cái phương tiện để có thể học tập suốt đời. Thì đó là toàn bộ cấu trúc của bài học. Thưa quý thầy cô, những điểm mới nổi bật của ngữ văn 8 thì vẫn tiếp tục phát huy và phát triển thêm những ưu điểm của ngữ văn 6 và ngữ văn 7. Ưu điểm đầu tiên cũng là một cái điểm mới nổi bật đó, đấy là bài học của ngữ văn 8 vừa bám sát yêu cầu cần đạt về đọc hiểu theo thể loại, lại vừa có cái kết nối của chủ đề. Nhờ cái cấu trúc này mà chúng tôi cùng một lúc thực hiện được, rèn luyện được các năng lực và cả phẩm chất cho học sinh, đồng thời lại phù hợp với tâm lý lứa tuổi của bậc học trung học cơ sở. Thầy cô dự tập huấn ngữ văn 6 và ngữ văn 7 và sử dụng sách giáo khoa của hai lớp học này thì đã nhìn thấy rất là rõ cái ưu thế của cái điểm mới này. Việc gọi tên bài theo chủ đề và đưa ra một cái lời giới thiệu về chủ đề khiến cho bài học đến với học sinh của chúng ta một cách nó mềm mại, nó tự nhiên, nó phù hợp với lứa tuổi của lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Sang đến lớp 10 chúng tôi không sử dụng cấu trúc này nữa. Thầy cô quan sát lớp 10, sách lớp 10 và lớp 11 của kết nối sẽ thấy là lên đến trung học phổ thông là chúng tôi chọn cái cấu trúc là tập trung vào thể loại. Nhưng mà ở trung học cơ sở thì sự tiếp nhận một cách nó mềm mại, tự nhiên, nó có cái yếu tố cảm xúc là rất cần thiết với đối tượng học sinh của chúng ta. Thầy cô, như tôi nói ban nãy là khi bắt đầu sử dụng ở lớp 6 thì có một cái băn khoăn là ôi, sách kết nối gọi tên theo thể loại như gọi tên theo chủ đề như thế này, chúng tôi hơi lo ngại là không biết có đảm bảo được cái yêu cầu đọc hiểu văn bản theo thể loại của chương trình không. Thì quý thầy cô nhìn ngay vào sách lớp 6 và lớp 7 và bây giờ là lớp 8 sẽ thấy là chúng tôi giải quyết triệt để vấn đề này. Bởi vì chỉ có tên gọi là gọi theo chủ đề, còn lại văn bản đọc 1, văn bản đọc 2, văn bản thực hành số 4 là thể loại đọc chính. Toàn bộ câu hỏi trong đọc và đặc biệt là câu hỏi sau đọc bám rất sát những mã của thể loại. Ví dụ như là thầy cô giảng bài 1 của lớp 7 là bầy chim chìa vôi, tập trung vào thể loại chuyện. Thầy cô thấy là các câu hỏi cần đạt sẽ bám sát vào
sự kiện và cốt truyện chi tiết được nhà văn sử dụng để tổ chức cốt truyện, rồi nhân vật được khắc họa như thế nào, ngôi kể ra sao, lời kể có tác dụng như thế nào. Bây giờ ở ngữ văn 8 cũng vậy, mở bất kỳ một cái bài học nào của ngữ văn 8, thầy cô đối chiếu với thể loại đọc chính với hệ thống câu hỏi sau đọc thì thầy cô sẽ thấy là các mã thể loại được triển khai một cách vô cùng là chặt chẽ và bám sát thực hiện tốt tất cả những yêu cầu cần đạt có liên quan của ngữ văn 8. Đấy là một cái điểm mạnh thứ nhất. Điểm mạnh thứ hai là sách kết nối luôn luôn có sự tích hợp giữa hoạt động đọc, viết, nói và nghe trong mỗi một bài học. Và nhờ sự tích hợp này mà thầy cô có thể tiết kiệm được thời gian và học sinh của chúng ta có thể có được cái sự hỗ trợ giữa các cái hoạt động. Tôi lấy ví dụ khi đọc hiểu ở trong cái bài 2 là vẻ đẹp cổ điển thì thể loại đọc chính là thơ đường luật, văn bản đọc là một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật, một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt đường luật, văn bản thực hành là một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật. Thì từ cái kết quả đọc đó chúng tôi tích hợp cái hoạt động viết là viết bài văn trình bày cảm nhận về một bài thơ đường luật. Còn nói là giới thiệu một cái sản phẩm văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Thế thì việc kết nối ba cái hoạt động đọc, viết, nói, nghe đó là có một cái hiệu quả thực tế rất là tốt. Phần tiếng Việt thì thầy cô nhìn thấy rõ cái sự tích hợp này rồi, bởi vì tất cả các ngữ liệu của tiếng Việt thì đều lấy từ các cái văn bản đọc. Điểm mạnh thứ ba của sách kết nối ngữ văn 8 cũng như là 6 và 7, đấy là bên cạnh những ngữ liệu kinh điển thì chúng tôi đưa vào những cái ngữ liệu tươi mới rất là phù hợp với đặc trưng của lứa tuổi học sinh, đồng thời xử lý một cách rất là linh hoạt và triệt để những cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Tôi lấy ví dụ thầy cô đã học, đã sử dụng ngữ văn 7 thì thầy cô sẽ thấy là có một cái bài hướng dẫn đọc hiểu chuyện mà nó đã có cái mức độ khó so với cái lớp 6 rồi. Đấy là đọc hiểu một cái văn bản chuyện mà có sự thay đổi ngôi kể. Thế thì chọn một cái văn bản chuyện để có cốt truyện và nhân vật đã là thử thách, bởi vì nó còn liên quan đến độ dài, mà lại phải chọn một cái ngữ liệu là giải quyết được cái yêu cầu cần đạt, là giúp học sinh của chúng ta đọc hiểu được văn bản chuyện mà ở đó có thay đổi ngôi kể, thì làm cái thử thách không phải là nhỏ. Nhưng mà chúng tôi đã xử lý được bằng cách là lựa chọn một cái ngữ liệu rất là gần gũi với học sinh và cũng rất quen thuộc với thầy cô, đó là một cái trích đoạn trong Người Thầy Đầu Tiên. Thì ở đoạn mở đầu ngôi kể là anh họa sĩ, nhưng mà sang đến những đoạn sau thì đã chuyển ngôi kể sang nhân vật Antena. Và câu chuyện về tình cảm thầy trò rất là xúc động, đã giúp chúng ta xử lý được cái yêu cầu cần đạt khá là khó của chương trình. Đấy là đọc một văn bản mà có sự thay đổi ngôi kể và nhận biết được tác dụng của sự thay đổi ngôi kể đó. Thế, bây giờ đến ngữ văn 8, thầy cô sẽ lại thấy là có một cái yêu cầu cần đạt còn khó hơn. Đấy là phải hướng dẫn học sinh đọc hiểu, đồng thời nó lại giúp chúng tôi xử lý luôn được cái yêu cầu là chuyện lồng trong chuyện đây, cốt truyện đa tuyến đây. Thì đấy là hai cái ví dụ để thầy cô thấy cái điểm mới nổi bật của kết nối, và cũng làm cái thế mạnh mà chúng tôi rất tự tin, đấy là vấn đề lựa chọn ngữ liệu. Thầy cô hình dung là những cái ngữ liệu mà vừa có giá trị thẩm mỹ lại vừa gần gũi với lứa tuổi học sinh thì sẽ giúp chúng ta thực hiện được các cái yêu cầu cần đạt đó. Hoặc là cách sắp xếp ngữ liệu cũng thế. Ví dụ như ở bài chuyện cốt truyện đa tuyến, đọc hiểu cốt truyện đa tuyến, thì văn bản 1 là mắt sói như tôi vừa trình bày với thầy cô, nhưng văn bản 2 lại là lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long, một truyện ngắn có cốt truyện đơn tuyến. Và khi đọc hiểu hai cái văn bản 1 và 2, học sinh của chúng ta vừa nắm được đặc điểm của cốt truyện đa tuyến, lại vừa phân biệt được giữa cốt truyện đa tuyến và cốt truyện đơn tuyến. Thì đó là cái điểm mới thứ ba. Điểm mới thứ tư là tất cả những yêu cầu cần đạt và hoạt động dạy học thì đều được chúng tôi thiết kế rất là tường minh và thiết kế theo hướng mở. Việc thiết kế theo hướng mở này thì tạo điều kiện thuận lợi để thầy cô có thể đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá, đồng thời giúp thầy cô xử lý cái vấn đề chênh lệch giữa các vùng miền và vấn đề đối tượng học sinh của chúng ta.
Thì đó là bốn cái điểm mạnh và cũng là bốn cái điểm rất là mới của sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy cô quan sát hệ thống ngữ liệu trong bài 1, câu chuyện lịch sử, có những ngữ liệu rất quen như là lá cờ thêu 6 chữ vàng, Quang Trung đại phá quân Thanh, nhưng cũng có ngữ liệu mới rất giản dị và hấp dẫn lại tiêu biểu cho đặc trưng của chuyện lịch sử. Đấy là một đoạn trích trong Minh Sư của Thái Bá Lợi, hay là trong bài 6. Thì như tôi vừa trình bày với thầy cô là bên cạnh ngữ liệu rất là quen, đấy là mắt sói, chiếc lá cuối cùng, lặng lẽ Sapa và chiếc lá cuối cùng, thì có cái ngữ liệu rất là mới và rất là tươi tắn, đấy là mắt sói. Thì đấy là những cái điểm rất là mạnh của ngữ văn 8, và tôi tin là khi sử dụng thì thầy cô vừa thực hiện được các yêu cầu cần đạt của chương trình, lại vừa có cảm hứng để thiết kế các hoạt động dạy học, và học sinh của chúng ta cũng sẽ được bồi đắp cả cái năng lực cảm thụ, rồi xúc cảm thẩm mỹ và những cái giá trị nhân văn rất là cần thiết cho việc hình thành con người các em, chứ không chỉ là việc là hình thành những cái kiến thức để mà đọc viết ở trong môn ngữ văn. Thưa quý thầy cô, cùng với sách học sinh thì chúng tôi có biên soạn sách giáo viên và sách bài tập. Đây là những cái nguồn tài liệu bổ trợ mà thầy cô có thể tìm hiểu trên trang tập huấn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoặc là hành trang số của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách giáo viên thì được chúng tôi biên soạn theo cái mục tiêu là đồng hành cùng quý thầy cô, tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để quý thầy cô sử dụng cái cuốn sách học sinh vào việc thực hiện các cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Chính vì thế mà sách giáo viên vừa có những cái gợi ý cụ thể, lại vừa có cái hướng mở để thầy cô sử dụng rất là linh hoạt. Chúng tôi có gợi ý việc tổ chức các cái hoạt động đọc, viết, nói và nghe để thực hiện hết các yêu cầu cần đạt của chương trình. Chúng tôi cũng đưa ra những cái dự đoán, những cái dự tính về kết quả của hoạt động. Thầy cô dựa trên những gợi ý và những cái dự đoán này, thầy cô có thể thiết kế giáo án theo các cái yêu cầu, theo các cái quy chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tôi lấy ví dụ như là phần tri thức ngữ văn thì trong sách học sinh được trình bày rất là ngắn gọn và giản dị, bởi vì là để cho học sinh của chúng ta tự đọc và có thể sử dụng được. Nhưng mà trong sách giáo viên thì chúng tôi đã phát triển, đã mở rộng để thầy cô có một cái nguồn tư liệu tham khảo phong phú. Mỗi một cái khái niệm chúng tôi thường đưa vào đấy những cái dẫn chứng cụ thể để minh họa, thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng những cái dẫn chứng minh họa đó để mà hướng dẫn học sinh của chúng ta. Chứ còn mình cũng không có làm nặng thêm cái phần lý thuyết để tránh rơi vào cái xu hướng hàn lâm. Cùng với sách giáo viên là sách bài tập. Tôi cũng nói thêm một chút về sách giáo viên, thì có một số thầy cô sử dụng ngữ văn 6 và ngữ văn 7. Băn khoăn là nhà xuất bản giáo dục chưa có một cái tập kế hoạch bài dạy cụ thể và nó chính thống để cho giáo viên sử dụng. Thì đây cũng là một cái quan điểm mà chúng tôi nghĩ là bản thân sách giáo viên ấy đã làm cái gợi ý, cái cơ sở khá là chi tiết và cụ thể. Còn việc thực hiện đổi mới cái phương pháp dạy học theo cái mục tiêu hình thành và phát triển năng lực thì thầy cô biết rất rõ là chúng ta phải tùy theo cái đối tượng học sinh ở mỗi một trường, mỗi một vùng miền, cho nên là cần phải có cái sự linh hoạt và chủ động trong việc sử dụng các cái tài liệu hướng dẫn này. Thế vì thế mà chúng tôi đã đưa hết tất cả các cái ý tưởng và các cái gợi ý vào trong sách giáo viên để thầy cô sử dụng. Cùng với sách giáo viên thì sách bài tập cũng làm cái tài liệu có thể hỗ trợ để thầy cô sử dụng sách học sinh. Bởi vì sách bài tập đó là nghe được rồi đó. Sách bài tập không luôn. Sách bài tập không chỉ là phát triển các cái bài tập có ở trong sách học sinh, mà chúng tôi còn đưa vào đó một số những cái ngữ liệu mới để giúp học sinh của chúng ta luyện tập. Thầy cô có thể sử dụng những cái ngữ liệu này để thiết kế các cái bài kiểm tra cho học trò của chúng ta. Thưa quý thầy cô, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống ngữ văn 8 đã đảm bảo các cái yêu cầu chuẩn mực khoa học và hiện đại. Chúng tôi đã
biên soạn cái bộ sách với rất nhiều niềm tin và hy vọng vào cái việc đổi mới, việc dạy và học môn ngữ văn của chúng ta. Chúng tôi rất là vinh dự và mong muốn tiếp tục được đồng hành, hỗ trợ các địa phương, nhà trường, quý thầy cô và các em học sinh trong việc triển khai ngữ văn 8 trong năm học tới. Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi chỉ giới thiệu được với quý thầy cô những nội dung cơ bản nhất. Tôi xin thay mặt nhóm tác giả trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cùng toàn thể quý thầy cô đã tạo điều kiện để chúng tôi giới thiệu ngữ văn 8 kết nối tri thức với cuộc sống. Xin kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể gia đình một năm mới an vui, hạnh phúc. Xin cảm ơn phần trình bày của tác giả Nguyễn Thị Nương, tác giả sách giáo khoa ngữ văn 8 bộ kết nối tri thức với cuộc sống ạ. Và để tiếp theo chương trình thì xin kính mời quý thầy cô ở các điểm cầu đến với phần giới thiệu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Tuấn Thành, tác giả sách giáo khoa lịch sử và địa lý 8 bộ kết nối tri thức với cuộc sống ạ. Xin kính mời thầy. Xong. Kính chào các quý lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, kính chào quý thầy cô, kính chào quý vị đại biểu. Thay mặt nhóm tác giả biên soạn cuốn lịch sử địa lý 8 thì tôi xin rất kính chào, và hôm nay tôi rất là vui và hân hạnh khi được thay mặt các tác giả được giới thiệu những nét cơ bản về sách lịch sử địa lý 8. Trước hết là tôi xin giới thiệu về nhóm tác giả. Thì phần lịch sử gồm có giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang là tổng chủ biên xuyên suốt của cái phần lịch sử, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Vì là tổng chủ biên cấp trung học cơ sở phần lịch sử, phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Đình Tùng là chủ biên phần lịch sử, và bên cạnh đó cũng có ba tác giả khác, đó là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Cơ, tôi và tiến sĩ Hoàng Thanh Tú. Phần địa lý thì gồm có phó sư tiến sĩ Đào Ngọc Hùng là tổng chủ biên kiêm chủ biên phần địa lý, và ba thầy cô khác là thạc sĩ Bùi Thị Thanh Dung, thạc sĩ Phạm Thị Thu Phương và cử nhân Phí Công Việt. Và trước hết là tôi xin được giới thiệu với các quý lãnh đạo, quý thầy cô về cái cấu trúc của cái buổi giới thiệu ngày hôm nay. Tôi sẽ nói về năm cái vấn đề cơ bản. Vấn đề thứ nhất là cơ sở và cái quan điểm biên soạn của cuốn lịch sử địa lý 8, bộ kết nối. Thứ hai, khi biên soạn sách lịch sử địa lý 8. Thứ ba là về cấu trúc sách, cấu trúc chương, cấu trúc bài học lịch sử và địa lý. Thứ tư là những thuận lợi khi sử dụng sách lịch sử địa lý 8. Và thứ năm là hệ thống tài nguyên hỗ trợ trực tuyến trong quá trình triển khai sách mới. Thứ nhất là tôi xin nói một số nét cơ bản về cơ sở và quan điểm biên soạn sách lịch sử địa lý 8. Thì sách giáo khoa lịch sử địa lý 8 được biên soạn dựa trên các cái nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết 29 năm 2013, nghị quyết số 88 của Quốc hội năm 2014 và quyết định số 404 của năm 2015 của chính phủ. Thì chờ cái quá trình biên soạn sách lịch sử giáo khoa lịch sử và địa lý 8 thì chúng ta bám sát vào cái sự chỉ đạo của Đảng cũng như là các cái quyết định của chính phủ, thì nó thể hiện ở cái điểm đó là thể hiện được cái quan điểm ở đây ấy, rất rõ, đó là cái việc mà biên soạn phải dựa trên cái tinh thần đổi mới mà nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương đã đề ra, và cái nghị quyết của Quốc hội đã định hướng cho cái quá trình xây dựng cái chương trình môn lịch sử và địa lý 2018.
và cái quyết định của chính phủ mà định hướng cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì cái tinh thần cái sách giáo khoa lịch sử đấy mới 8 này phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó còn có hai cái thông tư rất quan trọng mà định hướng cho các tác giả tham gia biên soạn, đó là thông tư số 33/2017 và thông tư số 32/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định sách giáo khoa mới cũng như là chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Thì khi mà đề cập đến quan điểm biên soạn thì các tác giả bạn có định hướng vào bốn cái quan điểm chính. Thứ nhất, sách giáo khoa lịch sử để tại mới 8 phải tuân thủ cái định hướng giáo dục phổ thông và cái tiêu chuẩn sách giáo khoa mới, biên soạn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Trước đây thì chúng ta sau khi học xong một bài thì học sinh phải yêu cầu là biết cái gì, nhưng bây giờ quan trọng nhất là học sinh phải vận dụng được những tri thức đã học đó vào trong thực tiễn cuộc sống để kết nối được tri thức với lại cuộc sống. Cái điểm thứ hai là sách giáo khoa mới phải kế thừa sách giáo khoa hiện hành và tiếp thu những điểm mới từ sách giáo khoa của các nước tiên tiến thế giới. Chúng ta không phủ nhận sạch trơn, bởi vì nó, cái thành tựu của giáo dục của nước Việt Nam hiện đại là nó cả một quá trình, các cái bậc tiền bối đã xây dựng và rất nhiều điểm nó còn đang rất tốt. Bên cạnh đó thì do khoa học phát triển và chúng ta hội nhập với quốc tế thì chúng ta cũng tiếp thu những cái điểm mới của sách khoa các nước tiên tiến, ví dụ như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Điểm thứ ba đó là sách khoa lịch sử địa lý 8 được biên soạn theo hướng là hỗ trợ các thầy các cô đổi mới hiệu quả cái phương pháp tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục. Và thứ tư là sách khoa mới được biên soạn phù hợp với phương châm biên soạn của cả bộ sách khoa là kết nối tri thức với cuộc sống, để cho tri thức mà các em lĩnh hội được, các em thu nhận được trong quá trình học nó trở nên sinh động hơn và nó thấy được rõ cái ý nghĩa thực tiễn của cái việc học tập. Phần thứ hai là tôi nói về các cái điểm mới khi mà biên soạn sách giáo khoa lịch sử đến 8 thì nó thể hiện ở mấy cái điểm sau. Điểm thứ nhất đang trục trặc một chút, có thể cô đợi một chút ạ. Nhảy đang nói thì nhảy sang phần khác. Điểm mới đã thể hiện ở 5 cái điểm sách khoa lịch sử và đề thi 8 thể hiện ở cái cách tiếp cận, thể hiện phương pháp biên soạn, thể hiện ở cấu trúc, thể hiện ở các cái chủ đề tích hợp. Là đầu tiên sách khoa mới đã đưa vào các chủ đề tích hợp để làm cho cái quá trình giảng dạy học tập của các thầy cô học sinh nó trở nên thuận lợi hơn, hiệu quả hơn và đổi mới về hình thức. Thì như chúng ta đã biết rằng là theo cái quan điểm mà tiếp cận mới mà nhóm biên soạn khi mà biên soạn thì tiếp cận theo cái hướng coi sách giáo khoa là công cụ giúp cho học sinh phát triển năng lực và khả năng tự học. Cái điểm thứ hai là sách giáo khoa là công cụ để mà giúp cho giáo viên đổi mới cái phương pháp dạy học theo cái tinh thần mới của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thứ ba là sách giáo khoa giúp cho cái việc mà thể hiện được cái tinh thần tích hợp nội môn và liên môn. Thứ tư là khi học thì học sinh học những tri thức về lịch sử địa lý thế giới và khu vực để hiểu rõ cái lịch sử và địa lý của Việt Nam cũng như ở địa phương. Và sách giáo khoa mới phải hướng tới việc hình thành học sinh những cái phẩm chất như là yêu nước, nhân ái, tinh thần trách nhiệm đối với tổ quốc, đối với cộng đồng. Và sách giáo khoa mới cũng phải hướng tới giúp cho học sinh vận dụng những tri thức đã học để mà giải quyết các cái vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Về phương pháp biên soạn, tinh thần sách khoa mới lịch sử địa lý 8 biên soạn theo tinh thần là dễ dạy, dễ học. Nó thể hiện ở mấy cái điểm là tinh giản ở cái mức độ hợp lý, phổ thông hóa kiến thức,
các cái đơn vị kiến thức đưa ra phải vừa dễ hiểu, dễ nhớ. Thứ hai là sử dụng nhiều sơ đồ, bản đồ, biểu đồ, chụp thời gian hình ảnh để cho bài học sinh động hơn, học sinh dễ hơn trong quá trình lĩnh hội tri thức. Thứ ba là giúp cho người học vận dụng để giải quyết những cái vấn đề cuộc sống và tăng cường các cái hoạt động nhóm. Và cuối cùng thì sách giáo khoa lịch sử địa lý 8 là viết theo cái hướng mở. Một cái điểm mới của sách khoa lịch sử địa lý 8, bộ kết nối đó là lần đầu tiên là có các cái chủ đề tích hợp. Thì đây là một quan điểm mới nổi bật trong cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn lịch sử và địa lý, được bắt đầu từ lớp 7 và tiếp nối ở lớp 8 với hai cái chủ đề văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long, và chủ đề bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, một vấn đề mang tính thời sự rất cao. Thứ hai là việc xây dựng các cái chủ đề tích hợp thì dựa trên cơ sở lựa chọn những cái nội dung gần nhau, giao nhau, tạo điều kiện cho học sinh có thể tích hợp vận dụng các cái khái niệm, phương pháp cơ bản của hai phân môn lịch sử và địa lý để mà nhận thức vấn đề. Đồng thời thì rèn luyện cái phương pháp tích hợp trong tư duy lịch sử và tư duy địa lý trong cái quá trình học tập môn học. Và cấu trúc của chủ đề thì được thiết kế thống nhất với cấu trúc của bài học mới trong các cái phần lịch sử và địa lý. Thì trên hình ảnh là các quý thầy cô đang xem minh họa một cái chủ đề chung, đó là văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Thì trong cái ngay cái yêu cầu của bài học ấy, thì nó đã thể hiện cái sự liên môn giữa hai cái môn học này rồi. Ở trong đây, sau khi mà học xong cái bài này thì học sinh sẽ trình bày được cái quá trình hình thành phát triển châu thổ và mô tả được cái chế độ nước của dòng sông chính liên quan đến tri thức địa lý, và trình bày được cái quá trình con người khai khẩn, cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long. Thì đó là những tri thức liên quan đến lịch sử. Đổi mới về cấu trúc bài học được thể hiện ở mấy cái điểm sau. Đổi mới trong cấu trúc logic, đổi mới theo hướng là nội dung vừa phải phù hợp với nhận thức và tâm lý lứa tuổi học sinh. Và đồng thời thì cái cấu trúc bài học cũng hướng tới là giải quyết một cái vấn đề của chương. Thì trong một bài thì gồm có các phần, sau cái phần tên bài thì có yêu cầu cần đạt, có hoạt động mở đầu bài học, có hoạt động hình thành kiến thức mới, có hoạt động luyện tập và hoạt động vận dụng ngay trong quá trình sau khi mà lĩnh hội tri thức mới, thì các em đã bước đầu vận dụng những tri thức mà các em lĩnh hội được, tiếp thu được để mà liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Phần thứ ba là tôi sẽ giới thiệu về cấu trúc một cách cụ thể hơn về cấu trúc sách, cấu trúc chương và cấu trúc bài học lịch sử và địa lý 8. Thì sách gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần lịch sử, phần thứ hai là phần địa lý và phần thứ ba là chủ đề chung. Thì phần lịch sử gồm có 7 chương với 19 bài. Cái mạch nội dung của cái phần lịch sử được sắp xếp theo logic thời gian, tức tiếp cận là từ xa đến gần. Trước hết là lịch sử thế giới, sau đó về lịch sử khu vực Đông Nam Á, từ nửa sau thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20, và đến lịch sử dân tộc, tức là Việt Nam từ đầu thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20. Phần địa lý thì gồm có 4 chương 12 bài. Kiến thức về, đề cập đến những kiến thức về địa lý, phạm vi lãnh thổ, các cái đặc điểm, địa hình, khoáng sản, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, sinh vật và biển đảo của nước ta. Chủ đề chung thì gồm có 2 chủ đề chung như tôi đã nói ở trên, thì cái mạch nội dung tích hợp lịch sử địa lý dựa trên những cái nội dung gần nhau, giao nhau, tạo ra không gian môn học. Thì 2 cái chủ đề mà văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long, cũng như là chủ đề bảo vệ chủ quyền, các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, thì trong cái nội dung của 2 chủ đề này thì có một cái sự tích hợp giữa các cái tri thức lịch sử với tri thức địa lý để giúp cho các thầy cô giảng dạy nó cũng dễ dàng hơn, và học sinh trong quá trình lĩnh hội tri thức nó cũng, các em nó dễ hình dung hơn, thuận lợi hơn và cũng tiết kiệm được thời gian trong cái quá trình giảng dạy. Trong cái sách giáo khoa lịch sử địa lý 8 mới thì của bộ kết nối thì có cái bảng giải thích thuật ngữ và bảng phiên âm. Cái này thì chúng tôi rất là coi trọng. Thì cái bảng giải thích thuật ngữ này nhằm giúp học sinh nhớ lại, nắm bắt lại những cái kiến thức cơ bản thông qua các cái thuật ngữ đã được giải thích một cách cơ bản là ngắn gọn, chính xác. Đồng thời cũng là gợi ý để cho các em tra cứu thêm
nội dung mà liên quan trong sách, các cái sách tham khảo khác hay là trên mạng internet, nhất là trong cái bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, điện thoại thông minh dần được phổ biến cập hóa như hiện nay, thì cái việc sử dụng mạng internet để phổ cập, để mà mở rộng tri thức ấy là rất là thuận lợi cho quá trình học tập của học sinh. Và cái bảng phiên âm thì gồm có tên riêng các nước ngoài đã được dịch ra tiếng Việt, đồng thời thì ghi rõ số trang trong sách khoa mà tên riêng đó xuất hiện, để mà các thầy cô trong quá trình giảng dạy cũng như học sinh trong quá trình học tập là dễ tra cứu. Thì ở trên màn hình chúng tôi có lấy ví dụ về cái giải phẩm ngữ và phần địa lý cũng như là cái bảng phiên âm. Với cấu trúc bài học, cái phần mở đầu thì chúng ta cũng hay nói phần mở khởi động ấy, thì đó chính là cái tình huống hình ảnh mà liên quan đến tri thức mới, kiến thức mới, đi kèm là cái câu hỏi mà tạo tình huống có vấn đề để nhằm định hướng cái sự chú ý của học sinh, kích thích các em đối với bài học mới, đồng thời cũng giúp cho các em định hướng được nhiệm vụ học tập ở trong cái giờ đó. Tôi lấy ví dụ như là cái bài 16 ở Việt Nam thời trưởng thời Nguyễn nửa đầu thế kỷ 19 thì có đưa ra cái hình ảnh là toàn cảnh Đại Nội Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay ấy, thì có thể là các em, có em đã được cùng với bố mẹ đến tham quan, nhưng có em thì chưa có điều kiện, chưa đến được, thì các em sẽ là tò mò, và cái đây cũng là một một cái cố đô mà hiện nay là một cái một trong những cái địa chỉ đỏ của bản đồ du lịch Việt Nam, thì nó cũng có một cái sự kết nối để mà khi các em tìm hiểu những cái nội dung liên quan đến Việt Nam thời Nguyễn nửa đầu thế kỷ 19. Và cái phần mở đầu có thể là câu hỏi tình huống có vấn đề, nhưng cũng có thể là yêu cầu chia sẻ cái sự hiểu biết. Tôi lấy ví dụ như là trong phần lịch sử thì có đề cập đến hình ảnh của hai cái nhà lãnh đạo rất tiêu biểu của hai cuộc cách mạng tiêu biểu thời cận đại, đó là cái cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỷ 17 và cuộc cách mạng tư sản Anh thứ nhất, hay là còn gọi là của 13 thuộc địa Anh và Bắc Mỹ cuối thế kỷ 18, hình ảnh của Oliver Cromwell và George Washington, thì các em cũng có thể là biết ví dụ như là Washington thì thủ đô gọi là mang tên thủ đô của nước Mỹ thì có thể các em biết ít nhiều, nhưng mà cũng có thể không biết, thì các em cũng sẽ nói lên cái hiểu biết của mình về những cái liên quan đến nhân vật lịch sử đó, cũng như là liên quan đến sự kiện lịch sử mà các em sẽ học khi mà tìm hiểu về cái bài về các cuộc cách mạng tư sản. Trong sách khoa thì gồm có tuyến chính và tuyến phụ. Tuyến chính thì nội dung chính của bài học bao gồm có kinh chữ, thể hiện qua thông tin, qua tư liệu, rồi kênh hình, tranh ảnh, lược đồ, bản đồ, rồi hệ thống các cái câu hỏi, các cái bài tập. Thì trên màn hình là có cái bản đồ vị trí Việt Nam ở trong khu vực Đông Nam Á. Thì tìm hiểu vấn đề này thì các em khi mà đưa ra cái bản đồ này sẽ giúp các em dễ hình dung hơn, để thấy được cái tầm quan trọng, cái vị trí chiến lược của Biển Đông. Và tại sao vấn đề Biển Đông hiện nay lại trở thành cái quan tâm hàng đầu của các cái cường quốc hàng đầu thế giới như là Mỹ, Trung Quốc trong cái cạnh tranh chiến lược để giành cái địa vị, cái vị trí hàng đầu thế giới chẳng hạn. Rồi cái tầm quan trọng của các quốc gia Đông Nam Á, tại sao các quốc gia Đông Nam Á trước kia và hiện nay luôn thu hút được cái sự quan tâm của các cường quốc thế giới. Thì cái bản đồ này giúp cho các em kết hợp được cái tri thức lịch sử và địa lý trong cái quá trình tìm hiểu bài học, nó rất là cụ thể. Trong cái sách mới thì gồm còn có cả cái phần có tư liệu và cái tuyến phụ, thì gồm có em có biết, rồi kết nối với địa lý, rồi văn học. Thì tư liệu đây là những tư liệu gốc, tư liệu phái sinh hoặc tư liệu được cung cấp bởi các tác giả sẽ qua. Các cái tranh ảnh đi kèm thường là kèm theo các cái câu hỏi yêu cầu khai thác tư liệu, chứ không phải để chỉ đưa vào cho nó đẹp. Rồi không qua cái việc mà khai thác các cái tư liệu, các cái tranh ảnh và những cái tư liệu mà các tác giả sách khoa đưa vào thì giúp các em rèn luyện cái kỹ năng tìm hiểu lịch sử. Hoặc là các cái phần em có biết thì là gồm những nội dung mở, rộng, nâng cao, mà có hoặc là có tính hợp liên môi với các cái môn học khác như văn học chẳng hạn, để nhằm bổ trợ cho cái nội dung chính, làm cho cái tri thức về lịch sử địa lý nó trở nên sinh động hơn, bởi vì tri thức nó là một cái tổng thể của rất nhiều các cái môn học. Và cái phần em có biết thì cũng tuyến phụ đó sẽ góp phần làm rõ hơn cái nội dung của kênh chính và để cung cấp thêm những cái thông tin lý thú. Tôi nói ví dụ như học về cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỷ 17 thì một trong những cái bộ phận mà tham gia lãnh đạo cách mạng đó là tầng lớp quý tộc mới. Ở đây các em có biết thì giải thích rõ cho các em biết tầng lớp quý tộc mới là ai, tại sao họ lại có cái vai trò quan trọng cho cách mạng,
sự tham gia của quý tổng mới cùng với tư sản lãnh đạo cách mạng thì nó ảnh hưởng rất lớn như thế nào đến diễn biến đến việc giải quyết các nhiệm vụ cách mạng tư sản, rồi thậm chí cả việc lựa chọn cái thể chế nhà nước của nước Anh khi mà cách mạng kết thúc chẳng hạn. Hoặc là cái hình ảnh về bên địa lý, là em có biết về Phú Quốc là một hiện nay là một trong những cái địa chỉ đỏ trong cái bản du lịch thế giới, nơi mà có thể nói rằng là được du khách quốc tế rất là quan tâm. Và không chỉ quốc tế mà người Việt Nam chúng ta cũng mong muốn đến đó để được nghỉ ngơi, được trải nghiệm, thì cái tri thức cuộc sống này nó cũng đã được liên kết với lại cái nội dung của bài học. Trong có cái cấu trúc sách thì có cái phần luyện tập là hệ thống câu hỏi, bài tập mang tính luyện tập thực hành những cái kiến thức, kỹ năng mà vừa được hình thành cho học sinh. Và tôi lấy ví dụ như là phần lịch sử ở đây ấy, là cái phần mà học về chủ nghĩa tư bản trong năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, giai đoạn chủ nghĩa tư bản hình thành các cái tổ chức độc quyền hay gọi là đế quốc chủ nghĩa. Thì học xong cái bài đó thì các em phải suy nghĩ để làm sao chỉ ra được cái trong các đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc thì đặc trưng nào là quan trọng nhất, vì sao. Và để giúp cho các em nắm chắc được các cái tri thức đa lĩnh hội được thì có cái bảng lập, bảng so sánh điểm giống điểm khác nhau về kinh tế, về chính sách đối ngoại của bốn cái đế quốc tiêu biểu là Anh, Pháp, Đức, Mỹ, để các em nhận biết được cái sự thay đổi về tương quan lực lượng giữa các cường quốc trong những năm cường quốc tư bản trong năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, rồi hiểu được tại sao mà mâu thuẫn giữa các cường quốc về vấn đề thuộc địa nó lại đẩy nhân loại đến cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên, chiến tranh thế giới thứ nhất. Hoặc là phần địa lý thì thông qua cái bảng diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam giai đoạn 1943-2020 thì qua cái số liệu đưa ra như vậy các em sẽ phải suy nghĩ phân tích để giải thích tại sao cái rừng tự nhiên của Việt Nam trong cả một giai đoạn từ 1943-2020 như nó liên tục giảm như vậy. Và cái việc giảm đó nó ảnh hưởng như thế nào tới môi trường, ảnh hưởng như thế nào tới sinh kế của rất nhiều người ở khắp các cái miền quê, tại sao mà nó biến đổi khí hậu nó lại diễn ra phức tạp như vậy. Và Việt Nam là một trong những quốc gia chịu gánh chịu những hậu quả rất nặng nề của biến đổi khí hậu. Cấu trúc bài học còn có cả cái bài phần vận dụng nữa, đó là các cái yêu cầu, các cái bài tập vận dụng những cái kiến thức kỹ năng đã có để mà giải quyết những cái bài tập nhận thức mới, đặc biệt là có cái những cái bài tập nhằm lý giải, giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống. Tôi lấy ví dụ như là khi học về bài cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18, một cái cuộc cách mạng dân chủ tư sản tiêu biểu điển hình ấy, thì có những hình ảnh mà yêu cầu các em tìm hiểu thông tin ở sách báo internet để viết đoạn văn ngắn giới thiệu về quốc kỳ, quốc ca của nước Pháp hiện nay xem nó có liên hệ gì với lại cái phần mà tri thức mà học về cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18. Đấy, hiểu được ý nghĩa của cái màu cờ của quốc kỳ nước Pháp chẳng hạn, hoặc là giai điệu hào hùng của cái bài quốc ca của nước Pháp hiện nay chẳng hạn. Hoặc là cái phần mà về địa lý thì cái phần vận dụng ở đây ấy, là nói về tài nguyên đất ở địa phương nơi các em sinh sống, viết một cái báo cáo ngắn để đất, tấc đất tấc vàng rất là quan trọng, và ở mỗi một địa phương thì nó có khác nhau. Đấy, cho nên các em mà tìm hiểu về nhóm đất chủ yếu ở địa phương rồi giá trị sử dụng thì nó sẽ liên quan đến cái việc định hướng nghề nghiệp, liên quan đến cái việc hiểu được cái việc trân trọng cái việc bảo vệ đất đai trong quá trình sản xuất như thế nào. Về tôi xin giới thiệu những cái nội dung cơ bản, cái sự thay đổi trong cái phần lịch sử thì cái này các thầy cô cũng đã nắm được trong cái chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử và môn địa lý 2018. Thì cả môn lịch sử và địa lý thì cái chương trình lịch sử lớp 8 hiện hành và chương trình lịch sử lớp 8 mới thì có cái sự thay đổi về số tiết thì không tăng nhiều, nhưng mà cái cách tiếp cận hoàn toàn là khác. Ví dụ ở đây các thầy cô có thể nhìn trên màn hình là cái cách tiếp cận của lịch sử bây giờ là theo hướng từ xa đến gần, từ lịch sử thế giới rồi đến khu vực rồi đến Việt Nam, và trong cùng cái thời gian như vậy thì để các em hiểu xem cùng thời gian đó thì Việt Nam chúng ta như thế nào, thế giới ra sao, có sự kết nối giữa và cái sự tác động của lịch sử thế giới, nhất là lịch sử khu vực, tới lịch sử dân tộc như thế nào. Thì cái chương trình này là hướng đi điều đó. Có hai cái điểm mới trong cái phần lịch sử tôi xin nhấn mạnh. Nếu như trong cái chương trình mà sẽ qua lịch sử hiện hành cho học sinh tìm hiểu nội dung phần lịch sử hiện đại từ 1917 đến 1945, lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918, thì cái chương trình sẽ qua 2018 phần lịch sử chủ yếu là cho học sinh tập trung tìm hiểu về lịch sử thế giới cận đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20. Đặc biệt là với tư cách là một cái thực thể trong lãnh thổ Việt Nam thì trong cái sách khoa lịch sử địa lý
8 cũng như trường giáo dục phổ thông mới môn lịch sử địa lý 2018 thì cái nội dung lịch sử về cái vùng đất phía Nam được các tác giả tiếp tục biên soạn thành các cái bài học về công cuộc khai phá cái vùng đất phía Nam từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, nhằm qua đó khẳng định cái vị thế của vùng đất này trong cái dòng chảy của lịch sử dân tộc. Và hai cái chủ đề chung cũng để nhằm tăng cái thêm cái sự hiểu biết của học sinh về văn minh châu đổ sông Hồng, văn minh châu đổ sông Cửu Long, và đặc biệt là vấn đề chủ quyền biển đảo Tổ quốc, để các em không chỉ bồi dưỡng cái lòng tự hào dân tộc mà còn thấy được cái trách nhiệm công dân trong cái việc góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, các cái quyền, các lợi ích hợp pháp của Việt Nam chúng ta ở Biển Đông. Ở trên hình ảnh các thầy cô đang nhìn minh họa một cái bài lịch sử. Đây là bài Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18. Thì trong cái bài này thì nó thể hiện rất rõ cái cấu trúc mà tôi đã giới thiệu ở trên. Có không chỉ có các cái ảnh tư liệu, các cái sơ đồ theo trục thời gian, mà các cái nội dung, các cái phần, các tuyến chính, tuyến phụ đã được thể hiện. Hoặc là về cái phần mà tôi xin giới thiệu, cái sự đổi mới trong cái phần nội dung này, phần địa lý chương trình lớp 8 hiện hành và chương trình địa lý lớp 8 năm 2018 thì số tiết cũng tăng rất là ít thôi, nhưng mà cách tiếp cận cũng khác. Trước đây phần địa lý lớp 8 hiện hành thì giới thiệu thứ nhất là thiên nhiên, con người, các châu lục, rồi địa lý Việt Nam, thì bây giờ là vừa giới thiệu theo cái hướng định hướng các em này, tìm hiểu về địa lý tự nhiên Việt Nam, gồm có vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ, định hình cái vị trí của Việt Nam ở khu vực thế giới ra làm sao, địa hình Việt Nam như thế nào, khoáng sản Việt Nam có những cái gì, khí hậu Việt Nam có như thế nào, thủy văn Việt Nam, thổ nhưỡng Việt Nam, sinh vật Việt Nam và biển đảo Việt Nam. Và bên cạnh đó là có hai cái chủ đề chung: văn minh châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long, và bảo vệ chủ quyền, các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Thì phần mới, nội dung mới của phần địa lý thì gồm có hai điểm. Thì sách giáo khoa địa lý lớp 8 mới có bao gồm một số cái nội dung mà trước đây chưa được đề cập đến trong sách giáo khoa hiện hành. Điều này thể hiện cái tính cập nhật, tính hiện đại của chương trình cũng như là sách giáo khoa mới. Một số nội dung như là vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế xã hội, rồi tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu của thủy văn Việt Nam. Để trong bối cảnh Việt Nam chúng ta đang tích cực hội nhập ngày càng sâu rộng với quốc tế, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ như vậy, thì cái việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, để lại nhiều tài nguyên cho con cho cháu sau này có cái để mà tiếp tục khai thác, thì đấy là vấn đề rất là quan trọng. Và nhất là phát triển phải là phát triển bền vững, phát triển nhưng không được gây ô nhiễm môi trường. Thứ hai là nội dung mà liên quan, cái nội dung được thể hiện trực quan, sinh động thông qua hệ thống các bảng biểu đồ, lược đồ, hình ảnh nhằm hấp dẫn học sinh, tạo điều kiện cho các thầy các cô linh hoạt trong việc sử dụng các phương thức khác nhau, các hình thức tổ chức dạy học khác nhau. Trên hình ảnh là một cái bài minh họa về một cái bài địa lý. Bây giờ tôi nói về đổi mới về cái hình thức thiết kế và hình ảnh, thì sách giáo khoa lịch sử địa lý 8 của bộ kết nối của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thể hiện đổi mới. Thứ nhất là sách được thiết kế 4 màu, màu sắc phù hợp với tâm lý thị giác của học sinh, sinh động, hấp dẫn. Thứ hai là cách thiết kế logic thống nhất nhưng vẫn thể hiện sự đa dạng giữa các cái bài học. Thứ ba là hình ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với nội dung bài học, và cái điều quan trọng là tất cả đều có bản quyền. Đấy, chúng ta đang hội nhập quốc tế cho nên chúng ta phải tuân theo chuẩn quốc tế là phải có bản quyền, và cũng giáo dục cho các em là làm gì cũng phải chú ý đến cái quyền lợi của người khác khi mà mình sử dụng. Và điểm thứ tư là có hình ảnh được sử dụng nhằm rèn luyện kỹ năng, hình thành kiến thức mới cho học sinh, nhưng cũng có hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Đấy, không có nhất thiết tất cả các hình ảnh đều, mỗi một cái hình ảnh đưa vào nó đều có cái mục đích, có ý đồ khác nhau. Phần thứ tư là tôi giới thiệu những thuận lợi khi sử dụng sách lịch sử địa lý 8. Thì khi sử dụng sách lịch sử địa lý 8 một kết nối thì có mấy cái thuận lợi sau. Thứ nhất là tổ chuyên môn thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, giáo viên đơn giản trong việc xây dựng kế hoạch bài học, và học sinh dễ dàng tiếp thu thực hiện được kế hoạch học tập với việc sắp xếp phân bổ bố cục nội dung hợp lý. Thứ hai là phù hợp với mọi điều kiện cơ sở vật chất và đối tượng của giáo viên học sinh trên cả nước, phù hợp với vùng miền. Mỗi bài học có thể được triển khai với các tư liệu mở sẵn có, dễ tìm, đa dạng ở địa phương. Và hoạt động dạy học có thể thực hiện linh hoạt theo hình tổ chức mà giáo viên xây dựng kịch bản, rồi tâm sinh lý mong muốn của học sinh có thể thay đổi theo hàng ngày, các em có tâm sinh lý khác nhau. Và điểm thứ ba là dễ dàng tích hợp nội dung giáo dục lịch sử địa phương về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, nghề nghiệp trong các bài học để gắn kết cái tri thức về liên quan đến địa phương
mỗi địa phương các em với lại lịch sử dân tộc với lại địa lý dân tộc của Việt Nam như thế nào. Bây giờ tôi nói về những cái thuận lợi cho công tác đánh giá, hỗ trợ, tập huấn. Cái việc đánh giá hiện nay cũng là một việc mà thu hút được sự quan tâm rất nhiều của quý thầy cô. Thì mỗi hoạt động học tập trong sách lịch sử địa lý 8 một kết nối đã được thiết kế theo yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất, thang đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Vì vậy mà giáo viên có thể sử dụng các yêu cầu tập trong sách khoa để mà đánh giá thường xuyên và đồng thời cũng làm cơ sở để mà xây dựng cái câu hỏi bài tập để đánh giá định kỳ cái quá trình học tập của học sinh. Thứ hai là sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hỗ trợ học liệu điện tử một cách tối đa trên website hành trang số mà các thầy cô đã nhìn thấy trên màn hình. Qua đó thì hỗ trợ tích cực cái việc học tập, giảng dạy của học sinh cũng như cái hoạt động dạy học của các thầy các cô. Thứ ba là các tác giả của bộ sách giáo khoa luôn đồng hành cùng với các quý thầy cô, các học sinh, rồi kể cả các bậc quý phụ huynh trong quá trình mà sử dụng sách để làm sao sau khi tập huấn thì chúng ta sử dụng sách một cách hiệu quả nhất để đạt được cái mục tiêu giáo dục. Phần thứ năm là tôi nói về cái hệ thống tài nguyên trực tuyến và cái góc hỗ trợ. Thì đây cũng là một cái điểm mới so với các cái sách giáo khoa trước đây. Bởi vì là cùng với sách in thì cái trong thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0, trong tài nghiệm Internet ngày càng có vai trò trong cuộc sống quan trọng như vậy. Kể cả bây giờ một vấn đề thời sự là nói nhiều đến trí tuệ nhân tạo chẳng hạn, thì cái việc mà sử dụng cái dữ liệu điện tử là rất là quan trọng. Thì trong hệ thống tài nguyên trực tuyến này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có thể hỗ trợ các thầy các cô, hỗ trợ các quý bậc phụ huynh cũng như học sinh rất nhiều các cái điều mà các quý thầy cô và quý phụ huynh cũng như các em học sinh quan tâm. Nó có phần giới thiệu sách, có phần hướng dẫn sử dụng sách, rồi có ma trận kiến thức, kỹ năng, rồi có phân phối chương trình, rồi có cả kế hoạch giảng dạy tham khảo, rồi các video giới thiệu về bộ môn, rồi thậm chí là video tham khảo tiết dạy minh họa đó, rồi cả video phân tích cái tiết dạy minh họa. Cái góc hỗ trợ thì có, đây là một cái góc mà được thiết kế nhằm ghi nhận cái góp ý của bạn đọc, của các quý thầy cô, các quý phụ huynh, cả các em học sinh truyền đến cho ban biên tập, cho các tác giả để mà tham khảo và trao đổi những cái vấn đề mà băn khoăn, và cũng là cái dữ liệu để sau này khi tái bản thì cái cuốn sách đã được hoàn thiện hơn, và cũng là một cái địa chỉ để kết nối tập huấn giữa giáo viên với các tác giả, với chủ biên, với tổng chủ biên, không chỉ có môn lịch sử địa lý mà của các cái môn học khác, rồi hỗ trợ cái việc phát hành cũng như công tác thư viện. Có thể các quý thầy cô cũng như là các quý phụ huynh và quý vị đại biểu có thể thấy rằng là bộ lịch sử và địa lý 8 nó thể hiện những cái điểm mới, nó thể hiện cái điểm khoa học và hiện đại và tuân theo những cái quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và nó được thể hiện ở mấy cái điểm mà tôi xin nhắc lại. Điểm thứ nhất là nó kiến thức đã được tinh giản, các em học nó dễ dàng hơn, trực quan, sinh động và quan trọng là phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh. Điểm thứ hai là sách lịch sử địa lý 8 hỗ trợ đến mức cao nhất có thể cái việc đổi mới phương pháp tổ chức dạy học, lập kế hoạch giáo dục của các quý thầy cô trong quá trình triển khai. Thứ ba là nhiều cái hoạt động để mà phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh đã được các tác giả sách khoa đưa vào trong cái quá trình cái biên soạn, thể hiện trong cái cấu trúc của mỗi một bài học cũng như cấu trúc của toàn bộ cuốn sách. Thứ tư là sách khoa lịch sử địa lý 8 một kết nối đã hỗ trợ cái quá trình, sẽ hỗ trợ cái quá trình kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ. Thì cái này là cái điều mà quý thầy cô cũng rất là quan tâm để làm sao giúp cho mỗi học sinh của mình trưởng thành nhanh nhất có thể và phát huy được cái thế mạnh của mỗi một em học sinh trong quá trình học tập. Và cái điều đó, những cái điều đó nó giúp đưa đến một cái mà tập thể biên soạn giáo khoa kỳ vọng và mong muốn là phải hiện thực hóa được, đó là sách giáo khoa lịch sử địa lý 8 là phải dễ học và dễ dạy. Đấy là cái điều mà cả xã hội đều quan tâm. Và một cái điểm nữa là trong quá trình mà triển khai sách khoa lịch sử địa lý 8 bộ kết nối của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì nhà xuất bản sẽ hỗ trợ tối đa tất cả các quý thầy cô, các tác giả cũng sẽ luôn đồng hành trợ giúp các
quý thầy cô qua nhiều cách khác nhau. Thì do thời gian qua cho nên là tôi cũng chỉ có thể thay mặt các tác giả của sách giáo khoa lịch sử địa lý 8 giới thiệu những nét cơ bản nhất, và cuối cùng thì thay mặt các tác giả tôi xin kính chúc các quý lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng như là quý thầy cô, các quý phụ huynh và các em học sinh dồi dào sức khỏe và giành được nhiều thành công, và quan trọng nhất là chúng tôi cũng sẽ thu nhận được những cái điều mà chúng tôi mong ước là làm sao triển khai thành công cái kế hoạch đổi mới giáo dục, cái tham vọng đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục Đào tạo, để mà chúng ta giúp đào tạo ra được một cái thế, các cái thế hệ công dân mà đáp ứng được cái yêu cầu phát triển và hội nhập của Việt Nam trong cái bối cảnh mới. Xin trân trọng cảm ơn các quý lãnh đạo, quý thầy cô đã lắng nghe. Xin cảm ơn phần trình bày của thầy Đào Tuấn Thành ạ. Và phần cuối cùng của buổi phiên buổi sáng ngày hôm nay thì xin kính mời quý thầy cô ở các điểm cầu, chúng ta sẽ tới phần giới thiệu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Toan, Tổng chủ biên sách giáo khoa Giáo dục Công dân 8, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống ạ. Xin kính mời cô Toan. Kính chào quý thầy cô. Vâng, một năm đã trôi qua, năm nay lại được gặp lại quý thầy cô. Vâng ạ, và rất hân hạnh được chia sẻ cùng quý thầy cô tinh thần cơ bản của cuốn sách giáo khoa Giáo dục Công dân lớp 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Vâng. Thưa quý thầy cô, trên màn hình là hình ảnh cuốn sách Giáo dục Công dân lớp 8 thì cô ạ. Vâng, và nhóm tác giả chúng tôi Nguyễn Thị Toan, Tổng chủ biên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Mai Phương, giảng viên cao cấp của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là chủ biên, Tiến sĩ luật sư Nguyễn Hà An, phụ trách mảng giáo dục pháp luật, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh, phụ trách mảng giáo dục kỹ năng sống, sẽ đưa những cái tinh thần hiện đại trong giáo dục kỹ năng sống ở nước ngoài về cập nhật ở sách của chúng ta. Vâng, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thọ, giảng viên cao cấp của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, phụ trách mảng giáo dục pháp luật. Vâng ạ. Vâng, và thưa quý thầy cô, trong cái bài chia sẻ của tôi thì gồm có 4 ý cơ bản. Thứ nhất là về chương trình giáo dục công dân lớp 8. Thứ hai là về cấu trúc của sách. Thứ ba, nội dung trọng tâm là những vấn đề nổi bật của sách. Và thứ tư là một số cái tài liệu bổ trợ, học liệu bổ trợ cho sách. Thưa quý thầy cô, ở trên màn hình là 4 mạch nội dung giáo dục của sách giáo dục công dân, của chương trình giáo dục công dân lớp 8. Đấy, đó là giáo dục đạo đức chiếm 35% với 5 chủ đề đầu. Đấy là tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam, tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, lao động cần cù sáng tạo, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Vâng, và chủ mạch nội dung giáo dục thứ hai là giáo dục kỹ năng sống với 2 chủ đề, xác định mục tiêu cá nhân và phòng chống bạo lực gia đình. Đấy. Mạch nội dung giáo dục thứ ba là giáo dục kinh tế với 1 chủ đề là lập kế hoạch chi tiêu chiếm 10%. Nội dung giáo dục thứ tư là giáo dục pháp luật với 2 chủ đề là phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại, quyền và nghĩa vụ lao động của công dân với 25%. Vâng, và với 4 mạch nội dung giáo dục như thế này thì các thầy cô so sánh với chương trình hiện hành mà ta có thể gọi là chương trình cũ thì nó thêm 2 mạch là mạch giáo dục kỹ năng sống và giáo dục kinh tế, vâng, với những vấn đề rất thiết thực, và nó cũng giảm tải đi một số cái nội dung trong chương trình hiện hành. Vâng, với trong chương trình hiện hành ở lớp 8 là có 21 bài, bên cạnh đó là tích hợp những cái nội dung về giáo dục địa phương nữa. Đấy. Nhưng và như vậy thì phần lớn các bài chỉ được dạy trong một tiết thôi. Nhưng mà đây thì các thầy cô thấy chỉ còn 10 chủ đề thiết kế thành 10 bài học. Vâng, và có những cái nội dung rất là thiết thực. Vâng, đối với lại học sinh. Vâng, và từ chương trình đó thì nhóm tác giả chúng tôi đã thiết kế thành sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 8. Về cấu trúc sách thì cũng giống như những cuốn sách khác, theo đúng tinh thần thông tư 33. Vâng, và cấu trúc bài học thì cũng theo các pha
hoạt động từ mở đầu khám phá đến luyện tập và vận dụng. Đấy, thầy cô thấy là hoạt động đầu tiên ở trong mỗi bài học ấy là hoạt động mở đầu nêu vị trí tầm quan trọng của bài học và chỉ ra những cái giúp học sinh phát hiện ra cái mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết để có khát khao khám phá hiểu biết. Đấy, như vậy như hoạt động này sẽ tạo ra tâm thế và hứng thú học tập cho học sinh. Vâng, ở trong cuốn sách này chúng tôi đã thiết kế hoạt động mở đầu bằng những lời dẫn về tầm quan trọng của vấn đề để định hướng cho học sinh và ở đó có thêm cái hoạt động khởi động nữa. Ví dụ như là bài bảo vệ lẽ phải là giới thiệu về tầm quan trọng của việc bảo vệ lẽ phải. Vâng, và một cái hoạt động là đọc câu ca dao dù cho đất đổi trời thay, trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời, và chia sẻ ý nghĩa của câu ca dao để dẫn vào bài. Vâng, đến hoạt động mở đầu, và ở trong sách thì chúng tôi cũng thiết kế những hoạt động mở đầu khác nhau. Ví dụ như là có thể là đọc một câu ca dao, một thông tin, mà hát một bài hát để là dẫn vào bài. Vâng, và hoạt động tiếp theo, hoạt động trọng tâm để hướng tới việc hình thành kiến thức kỹ năng mới. Vâng, trả lời cho câu hỏi là em cần làm gì, làm như thế nào, vì sao phải làm thế. Đấy, đó là hoạt động khám phá. Vâng, và ở hoạt động khám phá, sách của chúng tôi đã thiết kế theo phương pháp quy nạp, không đưa kiến thức ra sẵn mà thông qua những câu chuyện, thông qua những bức tranh, những trường hợp, những tình huống, những thông tin để học sinh tự mình khám phá tri thức, kiến tạo nên tri thức mới dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, gợi ý của các thầy cô. Đây, các thầy cô thấy là ví dụ những việc cần làm để bảo vệ lẽ phải thì học sinh phải quan sát các hình ảnh, đọc lời thoại, vâng, và từ đó mà rút ra được trong những cái bức tranh đó, trong những trường đó thì lời nói việc làm nào thể hiện bảo vệ lẽ phải, và khái quát lên, tự khái quát lên là vậy học sinh cần làm gì để bảo vệ lẽ phải. Đấy, thế và như vậy các thầy cô sẽ thấy rằng cái này là trong sách chúng tôi không nhân danh đổi mới để mà làm mờ nhạt kiến thức. Kiến thức vẫn rất quan trọng, là vật liệu quan trọng để cấu thành lên, để kiến tạo nên cái năng lực của và phát triển cái năng lực của học sinh. Nhưng ở đây thì kiến thức ngắn, gọn, tinh giản, đi vào những vấn đề rất cơ bản chứ không còn giáo điều nữa. Và như vậy chúng tôi không chốt kiến thức vào từng phần của khám phá, mà sau khám phá rồi mới chốt kiến thức để làm gì? Để học sinh ghi nhớ các chuẩn mực hành vi, làm điểm tựa cho hoạt động luyện tập tiếp theo. Thầy cô thấy này này, đây, bài bảo vệ lẽ phải là gì, bảo vệ lẽ phải là làm thế nào, vâng, và vì sao phải bảo vệ lẽ phải, vâng, học sinh cần làm gì để bảo vệ lẽ phải, có ba cái ý rất cơ bản và cũng không có cái gì là để cái mà phải khó nhớ, phải học thuộc lòng cả, nó là một cái tự thẩm thấu trong học sinh bởi vì học sinh đã tự khám phá ra nó. Đấy, vâng, và trên cơ sở chốt kiến thức ấy thì chúng tôi thiết kế kế hoạch sách, thiết kế hoạt động luyện tập nhằm củng cố hoàn thiện những cái kiến thức kỹ năng mà học sinh đã khám phá và thu nhận được qua những bài tập mà theo đúng quy luật nhận thức là từ bày tỏ ý kiến đến nhận xét hành vi và cao hơn là xử lý tình huống. Vâng, và những dạng bài tập đến cái lớp 8 này thì có một cái sự đa dạng hơn, có một cái sự phong phú hơn và nâng tầm lên so với lớp 7. Thì lát nữa các thầy cô sẽ thấy trong cái phần minh họa. Vâng, và thưa quý thầy cô, cái đích đến của cái quá trình dạy học phát triển năng lực ấy là phát triển năng lực thực tiễn. Nhất môn giáo dục công dân là học sinh sẽ ứng dụng được những tri thức và giải quyết vấn đề cụ thể trong cuộc sống, ở trong không gian mới, trong tình huống mới như thế nào, gắn với đời sống thực của các em. Thì ở đây trong sách chúng tôi thiết kế thành những cái phần liên hệ bản thân, tạo ra những cái sản phẩm và lượng hóa được những năng lực phẩm chất, những thành tố của năng lực phẩm chất để quý thầy cô có thể đo lường, đánh giá được. Vâng, ví dụ vẫn bài bảo vệ lẽ phải này. Có hai bài tập trong mỗi một cái hoạt động vận dụng thì thường chúng tôi cho các em làm hai bài tập. Một bài tập trên phương diện lý thuyết, từ lý thuyết ấy soi chiếu vào thực tiễn. Một bài dạng bài tập là thiết kế một sản phẩm mà thể hiện thành hành động, hoạt động thực tiễn của các em. Đấy, chẳng hạn hoạt động vận dụng đây là trong bài bảo vệ lẽ phải, một câu đưa một quan điểm là gì? Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu, mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt. Và viết đoạn văn bình luận về ý kiến trên gắn với thực tiễn cuộc sống và thiết kế một thông điệp về bảo vệ lẽ phải.
nên nó hoạt động vận rộng. Vâng, và đến đây có một câu hỏi đặt ra là vậy thì điểm nổi bật của sách giáo khoa đạo đức khoa giáo dục công dân lớp 8 là gì? Vâng. Căn cứ vào đâu để mà các thầy cô lựa chọn sách, nó phải có cái ưu điểm gì? Vâng, thì rất vui mừng chia sẻ với quý thầy cô. Khi viết sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 6, lớp 7 thì chúng tôi đã đi vào thực tiễn. Chúng tôi tham gia dự các chuyên đề giáo seminar và các chuyên đề dạy học giáo dục công dân, dự các giờ và đánh giá về những cái tiết hội giảng, thì chúng tôi đã thấy rằng là chúng tôi đã nhận được, một là những phản hồi tích cực của quý thầy cô, của phụ huynh và của học sinh về sách. Hai nữa, chúng tôi đã thấy được sách đã đi vào thực tiễn giáo dục một cách sinh động, một cách hiệu quả, một cách hấp dẫn. Và trên cơ sở những cái điều đó, những cái điều đó chính là cái động lực để cho tác giả chúng tôi viết sách được năm sau tốt hơn năm trước. Vâng, vậy từ những cái điểm nổi bật mà chúng tôi chia thành bốn cái khía cạnh. Thứ nhất là về cách tiếp cận này, thứ hai là nội dung, thứ ba là phương pháp và thứ tư là hình thức. Bốn cái mảng đó, các thầy cô thấy những keyword, những từ khóa trên màn hình đấy ạ, đấy, để thể hiện những điểm nổi bật của sách. Vâng, trước hết, đấy, giống như các cuốn sách khác, trong cái đổi mới giáo dục là phải thiết kế theo hướng tiếp cận năng lực. Vậy cái tiếp cận năng lực thể hiện trong sách như thế nào? Chúng tôi đã thiết kế hài hòa giữa hoạt động khám phá kiến thức với rèn luyện kỹ năng và đưa kiến thức vào thực tiễn để hình thành phát triển học sinh những cái phẩm chất và những năng lực của người công dân Việt Nam trong thời đại mới. Vâng, năm phẩm chất mà bất kỳ môn học, một hoạt động giáo dục nào đều phải phát triển theo yêu cầu của chương trình mới, thì trong sách này rất may mắn là đặc thù của môn giáo dục công dân đã giúp chúng tôi thể hiện rất rõ năm cái chủ đề đầu, là thể hiện rõ mỗi chủ đề phát triển tập trung sâu vào một phẩm chất. Đấy. Thứ hai, những năng lực chung. Đấy. Ba cái năng lực chung này thì thể hiện rất rõ qua tất cả các hoạt động giáo dục và hoạt động dạy học rồi. Thế thì cái này là các thầy cô thấy là chúng ta đạt được cái mục tiêu đó qua cái hoạt động mà sách gợi ý. Vâng, và ở đây tập trung sâu và ba năng lực đặc thù. Đấy, đó là năng lực thực tiễn, nghĩa là đưa những bài học đó vào trong thực tiễn. Học sinh học được, biết được cái gì đúng, biết được cái gì sai để điều chỉnh hành vi. Và khi điều chỉnh hành vi thì các em đã phát triển được bản thân mình và từ đó đưa những điều đã học vào trong thực tiễn cuộc sống. Đó là năng lực thực tiễn. Bằng và quán triệt điều đó thì chúng tôi thiết kế chuỗi hoạt động theo cái hướng tiếp cận năng lực mà được thể hiện qua nội dung. Xin bác có một vài ý kiến. Đấy, đó là gì? Khoa học chuẩn mực, tinh giản thiết thực, kế thừa và phát triển, tích hợp, phân hóa đa dạng, đúng yêu cầu của một cuốn sách giáo khoa hiện đại. Vâng, và cái tính khoa học, tính chuẩn mực ấy, nó thể hiện là việc là nhóm tác giả đã cố gắng tìm được ngữ liệu, những cái kiến thức chính xác đầy đủ để thực hiện được cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Và với ngôn ngữ phổ thông trong sáng và văn phong khoa học, nguồn trích rõ ràng, đảm bảo cái bản quyền sở hữu trí tuệ, thông tin có nguồn rõ ràng và chính xác. Đấy, khái niệm thì tường minh, và từ những khái niệm mang tính tường minh ấy mà tạo thành vật liệu liên kết lại để xây dựng lên những cái tri thức chuẩn mực trong sách giáo khoa. Vâng, đấy là cái thứ nhất. Vâng, thứ hai, cái tính tinh giản và thiết thực. Quý thầy cô sẽ thấy rằng cái này là với 10 chủ đề hay còn gọi là 10 bài học và 4 mạch nội dung giáo dục thì so với cái hiện hành ấy nó có một cái sự giảm tải rất rõ. Vâng, và xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý và trải nghiệm của học sinh lớp 8 thì những cái nội dung giáo dục được đưa vào rất gần gũi, rất thiết thực và phù hợp với đối tượng học sinh. Vâng, ví dụ như là những cái vấn đề về phòng chống bạo lực gia đình, ví dụ như là phòng chống tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại, ví dụ như là dạy về những cái kỹ năng xác định mục tiêu cá nhân, vừa cần thiết vừa gần gũi vừa thiết thực với các em, và chúng tôi cũng chọn những cái ngữ liệu làm sao cho nó các em có thể dễ tiếp cận được. Vâng, và thưa các quý thầy cô, một ý thứ ba ở đây là cái sự kế thừa phát triển. Có thể nói rằng là chúng tôi viết sách không phải là bắt đầu từ con số 0 và không làm khó các thầy cô. Sách kế thừa từ sách, những cái ưu điểm của sách giáo khoa giáo dục công dân 8, lớp 8 cũ.
Vâng, có những cái vấn đề mà ở sách cũ có những cái rất hay, rất là tốt thì chúng tôi kế thừa vào đây để làm gì ạ? Để các thầy cô thấy là cái đổi mới nó không phải là cái gì mới hoàn toàn để các thầy cô thấy khó dạy, học trò khó học. Đấy, vâng, và truyền thống giáo dục của dân tộc nữa, ca dao, tục ngữ, những câu chuyện đấy của dân tộc Việt Nam ấy để giáo dục đạo đức đưa vào đây, chúng tôi kế thừa chắt lọc để hợp với chủ đề đưa vào đây. Vâng, và có cả những câu chuyện nước ngoài, nó là tinh hoa giáo dục của nhân loại. Vâng, và kinh nghiệm biên soạn sách giáo khoa của các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến theo hướng tiếp cận năng lực trên thế giới. Vâng, và sự phát triển ấy nó thể hiện ở cái tính đảm bảo tính hệ thống theo ma trận các chủ đề bài học, thống nhất từ cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở, mở rộng và nâng cao dần theo đường xoáy ốc. Cũng rất là may mắn là tôi làm tổng chủ biên của sách đạo đức ở tiểu học. Vâng, và từ cái sách đạo đức tiểu học mà với bốn mạch nội dung giáo dục ấy đến trung học cơ sở, chúng tôi đã xác định rất rõ cái gì mà có thể quay trở lại ở một cái vòng xoáy mới cao hơn. Thì làm sao ạ? Để mà củng cố những chuẩn mực hành vi để bền vững hơn khi nó được lặp lại giữa các cấp, nhưng nó lại được mở rộng và nâng cao hơn ở những lớp sau. Đấy, thì để làm gì? Để đảm bảo cái sự phát triển năng lực của học sinh. Tôi lấy ví dụ, ở lớp 6 ấy, giáo dục lòng tự hào về truyền thống gia đình. Đến lớp 7 là tự hào về truyền thống quê hương. Đến lớp 8 thì là gì ạ? Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam. Đấy, thì làm sao chúng tôi thiết kế mà những cái truyền thống ấy nó không hoàn toàn mới. Ví dụ như là tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam thì có cả cái truyền thống hiếu học, cần cù, các thứ này khác, thì ở trong gia đình có cái truyền thống ấy, ở quê hương có cái truyền thống ấy. Vâng, và nó được mở rộng về mặt không gian, về mặt đối tượng và nâng lên ở một cái mức cao hơn theo đường xoáy ốc. Đấy, để làm gì ạ? Để các chuẩn mực hành vi được củng cố bền vững nhưng mà lại phát triển phù hợp với đối tượng hơn. Đấy nhá. Thế các thầy cô thấy là cái sự phát triển và đặc biệt là thế này ạ. Thầy cô vừa nghe thì Thành giới thiệu về môn lịch sử và địa lý. Vâng, thưa các thầy cô, tính tích hợp giữa các môn học, các hoạt động giáo dục đã được thể hiện rất rõ trong sách. Đó là chúng tôi tích hợp nội môn và tích hợp liên môn. Tích hợp nội môn nó thể hiện ở chỗ nào ạ? Ở chỗ ví dụ như là một cái bài về giáo dục đạo đức, chẳng hạn như bài bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là mạch giáo dục đạo đức. Nhưng mà có cái gì ạ? Có những quy định của pháp luật ở đây. Cả cái gì ạ? Cả cái kỹ năng sống vào trong này. Đó là gì ạ? Kỹ năng bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Cả cái gì ạ? Cả cái giáo dục kinh tế. Khi bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên thì tác dụng lợi ích trước hết trên góc độ kinh tế là như thế nào? Đấy, đây là tích hợp nội môn. Vâng, và tích hợp liên môn. Này, thì trong một môn giáo dục công dân ấy có yêu cầu cả vẽ tranh, cả gì ạ? Cả hát, âm nhạc, mỹ thuật. Đấy, môn nghệ thuật có cả gì đó? Có cả ví dụ như là tìm hiểu về sự đa dạng của các dân tộc thì có cả cái gì ạ? Có cả yếu tố lịch sử, yếu tố địa lý, yếu tố văn hóa ở đây. Vâng, rồi có cả hướng nghiệp nữa. Đấy. Như vậy, sự tích hợp nội môn và liên môn ấy khiến cho các nguồn ngữ liệu trong quá trình dạy học trở nên phong phú, trở nên đa dạng hơn. Vâng, và các thầy cô có thể là gì ạ? Nó có những cái nguồn ngữ liệu để dạy học nó thuận lợi hơn. Vâng, và giờ học nó sinh động, phong phú, hấp dẫn hơn. Vâng, và dạy học phát triển năng lực mà. Thì năng lực học sinh không giống nhau, có một cái chuẩn chung, cái phổ quát, nhưng mà ở đó cũng có sự phân hóa để hoạt động, để gì, bài tập từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó. Vâng, thế là vâng, và có cả sự đa dạng vùng miền cũng như là sự cân bằng về giới, chúng tôi xác định rất rõ ở trong sách. Vâng, các thầy cô có thể quan sát một cái thông tin mà chúng tôi đưa về sự đa dạng dân tộc. Sự đa dạng của các dân tộc trên thế giới ở đâu ạ? Ở thế nào? Ở ngôn ngữ khác nhau này, Nigeria này, ở ẩm thực này, ở trang phục này, ở lễ hội này. Vâng, đấy ạ. Vâng, và một cái câu chuyện mà chúng tôi đưa vào trong sách này để mà chứng minh cho việc mà giáo dục về bảo vệ lẽ phải như thế nào, câu chuyện của thế giới, sự trung thực hay là tình bạn nước ngoài, mà có cả câu chuyện ở trong nước. Đấy, thế bây giờ vâng, và chúng tôi cũng thiết kế sách theo cái tính mở về mặt phương pháp. Vâng, thưa quý thầy cô,
Gần đây cộng đồng mạng xôn xao vì ChatGPT là lo lắng là sẽ bị giáo viên có khi bị thất nghiệp vân 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 vân. Đấy, nhưng không, cái tính mở mà sách này thiết kế nó sẽ tạo ra một cái sự linh hoạt cho quý thầy cô mà máy tính không làm được cái điều đó. Cái sự linh hoạt, cái sự sáng tạo ấy gắn với thời gian, gắn với không gian, gắn với đối tượng khác nhau, cho nên luôn 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 có cái gì tạo gợi những cái cách, cái phương pháp, kỹ thuật và hình thức tổ chức dạy học khác nhau. Đấy, các thầy cô có thể điều chỉnh thời gian, bổ sung thông tin, phối hợp các phương pháp và kỹ thuật hình thức tổ chức dạy học khác nhau theo hướng phát triển năng lực. Và ở đó sách phương pháp quy nạp không cung cấp những kiến thức có sẵn cho học sinh, mà gợi ý để tổ chức hoạt động cho học sinh tự giác tích cực phát hiện, chiếm lĩnh tri thức, kiến tạo nên tri thức và tự rèn luyện kỹ năng của mình, hình thành những hành vi, những sản phẩm trong thực tiễn bằng những hoạt động khác nhau. Đấy, thì đấy là cái tính mở mà ChatGPT không thể nào thay thế được ạ. Có thể chúng ta sẽ sử dụng để hỗ trợ nhưng thay thế không thay thế. Vâng, và một điều nữa là về mặt hình thức, các thầy cô đều nói đấy, là nó là sự kết hợp hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ một cách chọn lọc. Và những cái tranh ảnh ấy không phải mang tính minh họa đâu các thầy cô ạ, mà có sự chắt lọc để truyền tải một cách sinh động nội dung giáo dục một cách chắt lọc nhất, một cách trau chuốt nhất. Đấy, vâng, và với tất cả những cái điểm mới ấy thì cái điểm, những cái điểm đó ấy, nó thể hiện trong một bài. Tôi lấy ví dụ một bài về lao động cần cù sáng tạo. Mục tiêu ở đâu? Định hướng cho hoạt động dạy và học theo đúng yêu cầu cần đạt. Mở đầu nói tầm quan trọng của lao động. Vâng, và gắn với việc một hoạt động khởi động tìm ca dao thuật ngữ nói về lao động sáng tạo cần cù. Vâng. Và các thầy cô có thể tổ chức các hoạt động, các kiểu hoạt động khác nhau, chẳng hạn tổ chức trò chơi anh nhanh ngay đúng để đi vào hoạt động khám phá. Vâng, và hoạt động khám phá ở đây có hai hoạt động nhỏ trong đó, trong cái pha khám phá. Một là lao động cần cù sáng tạo là gì, thế nào là lao động, biểu hiện của lao động cần cù sáng tạo nó như thế nào. Đấy, hoạt động thứ nhất như vậy nha, trả lời câu hỏi như thế nào. Hai là gì ạ? Vì sao phải cần cù sáng tạo trong lao động, hay ý nghĩa của cần cù sáng tạo trong lao động. Thì ở đây chúng tôi thiết kế bằng một câu chuyện của nước ngoài về Newton. Vâng, rồi là cái hình ảnh thứ hai là trong nước, là gắn với học sinh chế tạo robot. Như vậy có cả cái trong nước, nước ngoài, có cả truyền thống, có cả hiện đại ở đây, có cả người lớn, có cả học sinh trong đó. Đây, nên từ đó các em tự nêu những biểu hiện của lao động cần cù sáng tạo, rồi từ đó khái quát thành thế nào là lao động cần cù sáng tạo. Đấy, thế mà cái ý nghĩa của lao động cần cù sáng tạo cũng vậy, các thầy cô sẽ thấy cái truyền thống và cái hiện đại nó kết hợp rất hài hòa với nhau. Vâng. Đấy, thế là, vâng, qua những trường hợp, qua những tình huống cụ thể, vâng, và chốt lại có ba công những ý này này: thế nào là lao động cần cù sáng tạo, biểu hiện của lao động cần cù sáng tạo, ý nghĩa của lao động cần cù sáng tạo, học sinh cần phải làm gì để lao động cần cù sáng tạo. Đấy, có bốn ý chốt lại phần chốt này, chúng tôi không chốt ở từng phần, khi chốt từng phần ấy nó thôi luôn kiến thức. Và như vậy là không cần phải khám phá gì, chúng tôi để cuối chúng tôi bị chốt. Đấy, gói lại những gì mà các em đã khám phá. Vâng, và hoạt động luyện tập đây này, bày tỏ ý kiến này, nhận xét hành vi. Và bài tập thứ ba là bài tập xử lý tình huống, đặt mình vào trong tình huống mang tính giả định để nhận xét ý kiến, nhận xét việc làm của các nhân vật, và nếu là nhân vật đó em sẽ làm gì, đẩy lên mức cao hơn, chia sẻ thực tiễn em đã làm những gì để thể hiện sự cần cù sáng tạo, và cao hơn nữa gửi thông điệp bày tỏ sự trân trọng thành quả lao động của người thân hoặc người xung quanh. Vâng, và đến vận dụng là viết bài chia sẻ về tấm gương cần cù sáng tạo và thiết kế một sản phẩm thể hiện sự sáng tạo từ những vật liệu tái chế. Quý thầy cô lại thấy cái sự tích hợp ở đây rất rõ. Tích hợp rõ ở chỗ nào ạ? Ngoài việc lao động cần cù đấy là cái truyền thống phát triển thành sự sáng tạo ở trong thời hiện đại này, và sáng tạo ra cái gì? Vật liệu tái chế, đây là bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đấy, tích hợp giữa các bài trong đó. Đấy, bốn trang gói gọn này theo cái logic vấn đề khá là tường minh và phát triển từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, và rất dễ thực hiện. Các thầy cô thấy. Vâng, bên cạnh đó thì chúng tôi thiết kế một số cái tài liệu bổ trợ như sách giáo viên và bài tập. Vâng, và sách giáo viên ý, thì chúng tôi cập nhật thông tư 22 và công văn 5512, nhưng mà vận dụng sáng tạo.
gọn sáng với bài minh họa để các thầy cô có thể thực hiện được một cách thuận lợi nhất cho cái quá trình dạy học của mình, đúng không? Và các thầy cô có thể sáng tạo luôn luôn trong sách giáo viên. Chúng tôi có gợi ý là sử dụng phương án này, sử dụng phương án kia, và độ mở cho các thầy cô trong việc sử dụng những phương án dạy học khác nhau. Đấy, còn bài tập thì không bắt buộc các thầy cô ạ, nhưng tôi vẫn thiết kế để làm gì? Nó là một tài liệu bổ trợ và giúp học sinh củng cố những cái kiến thức đã học và đưa vào trong thực tiễn trong trường mực nhất định. Còn các thầy cô có thể sử dụng những dạng bài tập này. Ví dụ, bài tập trắc nghiệm, nối chữ, điền khuyết, lựa chọn đúng sai thì không thể đưa vào sách học sinh được. Học sinh sẽ viết vào sách. Hai nữa là do độ nén của sách, số trang quy định trong sách mà chúng tôi không thể vượt được cái khuôn khổ của nó. Thì chúng tôi sẽ thiết kế này để làm gì ạ? Các thầy cô tham khảo. Vâng, và khi tham khảo những cái bài tập này ấy, thì các thầy cô có thể tổ chức hoạt động dạy học rất là hấp dẫn. Ví dụ như là bài tập trắc nghiệm có thể cho học sinh làm gì ạ? Là chơi trò chơi, lật mảnh ghép, ngôi sao may mắn, ai là triệu phú, vân vân. Này, và qua dự giờ thì tôi thấy là học trò dễ rất hào hứng với những cái trò chơi như thế này, những gợi ý ở trong sách. Vâng, và những cái tài liệu đó thì chúng tôi đã số được những tài liệu đó được số hóa trên hai trang, hành trang số và trang tập huấn. Thưa quý thầy cô, hôm qua có một giáo viên ở miền Trung có hỏi tôi về về một cái video tiết dạy minh họa, thì tôi cũng đã gợi ý và cô đã tìm được. Vâng, và như vậy chúng tôi đồng hành, đã, đang và sẽ đồng hành cùng quý thầy cô làm sao có thể dạy